Alo, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái trang tính tạo chia sẻ trang tính đó, và xem lại cái dữ liệu trong trang tính. Thì cái trang tính này nó đã có từ khá lâu rồi, cách đây được chục năm rồi. Tuy nhiên thì một số người chưa biết sử dụng. Thì đầu tiên để sử dụng được cái phần mềm này, thì chúng ta thấy là phần mềm này nó khá là hay, nó có thể tạo tổng hợp dữ liệu chia sẻ cho người khác qua Gmail, chỉnh sửa trực tiếp. Đó. Thì đầu tiên thì chúng ta phải truy cập vào Gmail. Vì trang tính này thì có thể sử dụng được ở cả trên điện thoại lẫn máy tính nhé. Rồi. Bây giờ đang ở trong cái Gmail rồi này. Được chưa? Thì ở vị trí gần cái tài khoản Google có chấm ấy, chín cái chấm tròn tròn nhé, bấm vào đấy. Nó sẽ có phần driver để xem hết toàn bộ nhé, nó có phần driver, kích chuột vào phần đấy. Đó. Thế bây giờ thứ nhất là tạo một cái trang tính mới. Thì tạo một trang tính mới thì vào phần mới này. Đó. Ở đây có Google tài liệu, tức là phần Word đấy. Google trang tính. Rồi tiếp theo là Google trang trình bày. Trang trình bày là chính là cái phần PowerPoint á. Đó, ví dụ tạo cái bài giảng trang trình bày đây. Rồi bây giờ đầu tiên sẽ bấm vào phần Google trang tính. Đây là cách thứ nhất nhé. Cách thứ nhất là tạo trang tính trực tiếp trên Google. Google Drive. Rồi, bấm vào phần mới. Rồi bấm vào trang tính. Đó. Lúc này là đã có một trang tính mới. Trang tính này chưa đặt tên. Thì lúc này mình sẽ đặt tên cho nó. Đấy, đặt tên là bảng tính chưa có tiêu đề, là đặt tên nó, ví dụ như là bảng tổng hợp nộp báo cáo tiền nộp chẳng hạn. Rồi, ví dụ số thứ tự này, đơn vị này, số tiền này. Ví dụ số thứ tự 1 này, rồi đơn vị ghi vào, số tiền ghi vào. Đó, 2, 3. Đó. Số đơn vị này thì có thể là do người tạo ghi hoặc có thể là gửi cho người khác tự ghi vào. Sau đó chia sẻ cho người khác để chỉnh sửa vào đấy thôi. Hãy bấm một phần chia sẻ này. Rồi tiếp theo là
thêm người, ví dụ chọn một người nào cho chia sẻ chẳng hạn, đây ví dụ là cho lớp 6C này, rồi chọn thêm một người mới này, đó, gửi lời nhắn, muốn nhắn cái gì thì ghi vào đây, ví dụ đề nghị, chấm, rồi tiếp theo là ở đây nhớ là phần người chỉnh sửa này, nếu mà chỉ cho là xem không ấy thì là những cái người mình chia sẻ này họ chỉ xem được không chỉnh sửa vào được. Đó, là muốn cho người, những người mà mình chia sẻ chỉnh sửa được thì lưu ý là phải vào phần người chỉnh sửa nhé. Đó, xong bây giờ bấm gửi đó. Xong rồi, bây giờ là người khác sẽ nhận được cái email đấy mà đã chia sẻ. Đây, bản tính đã được chia sẻ đây. Giờ bấm vào đây để ghi thôi. Đó, đây, đơn vị đây, số tiền đây. Ví dụ, đây sẽ ghi vào là trường trung học cơ sở Bóng Nhau. Đó, ghi vào đấy. Thì ở cái Gmail bên này ghi như nào thì ở phía bên chủ nó cũng sẽ hiện như vậy thôi. À, cái này là chữ Enter, chữ Enter thì mình cho chữ hiện chữ Y đây, Enter này. Đó, như là đã đăng nhập, đã điền đấy, những chữ Y xuất hiện đây. Đó, thế thôi. Thế bây giờ thắc mắc cái phần là muốn xem lại thì là cái phần xem lại thì đơn giản thôi. Đấy, chúng ta cũng sẽ vào mail từ đầu này. Đó, vào cái phần driver, tiếp tục tương tự vào như vậy. Đó, xong bây giờ vào phần tìm. Lại bấm đây vào bảng tính này. Rồi là bảng tổng hợp báo cáo nộp tiền ở đây rồi. Nếu mà trong trường hợp mà nó nhiều quá ấy, thì nó sẽ chạy xuống dưới. Chạy xuống dưới này thì bắt buộc mình phải, một là bằng cách là nhớ cái tên mà mình đã lưu, ví dụ như là bảng đấy là bảng tổng hợp báo cáo nộp tiền nó có hiện lên luôn. Nhấn xong rồi bấm vào đấy là mình xem lại được cái phần mà lịch sử mình đã làm đó. Đó, bây giờ lấy số liệu và cáo đó. Ai mà muốn lấy ra để in ấy, thì bấm vào cái tệp này. Đó, bấm vào tệp xong rồi bấm tải xuống Excel là nó ra luôn, tải được bằng PDF luôn. Đó. Cái này nó còn có một cái lợi ích nữa là có thể khóa trang nhé. Đây, ví dụ cái trang tính này, ví dụ trang này mình muốn khóa vào, đấy, nhấn nút phải chuột sau phần bảo vệ trang tính, đó, đặt tải ô ghi vào đấy, trang tính đặt quyền, đặt quyền là tức là cho ai sửa, cho ai không cho ai sửa đấy. Ví dụ đây, cái này là bạn tức là chủ nhân rồi nhé, thì chắc chắn 100% là được sửa rồi. Thì bây giờ bấm bỏ tích, tức là bây giờ hiện tại chỉ còn mình sửa được thôi. Đó, bây giờ muốn cho người này sửa này, đó, thì bấm đã xong. Thì bây giờ là người này sẽ sửa được, còn lớp 6C này sẽ là không sửa được nhé. Đó. Rồi, như vậy là cái giải ô này bây giờ chỉ còn chủ nhân của cái trang tính này sửa được. Đó, và một người lúc này chúng ta cho phép tỉnh sửa cái đã tích vào ấy, thì mới sửa được, còn người mà lớp sử dụng tài khoản lớp 6C kia thì không thể sửa được nhé, họ chỉ có thể xem được thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì muốn cho dễ hơn ấy thì vào phần driver này tạo một cái tệp, ví dụ tạo một cái tệp mới này. Đấy, tệp thư mục mới. Đấy, tạo một thư mục, ví dụ mình làm thư mục này cho một cái vấn đề nào đó chẳng hạn, thì mình tạo cái thư mục đó, ví dụ là tên là ABC chẳng hạn. Đó, bấm vào tạo. Đấy, dĩ nhiên là nó có hiện đây thôi này. Đây là bảng tổng hợp báo cáo đây này. Đó, mình có thể kéo nó vào, đưa nó vào trong này này. Đó. Thì nếu bây giờ mà mình tạo để ở trong này ấy, thì lần sau khi mà mở thì nó rất là dễ dàng vào trong là tìm luôn. Ví dụ đây là cách
Cách thứ nhất bây giờ vẫn có thể tạo bằng Google trong tính được. Cách thứ hai thì mình sẽ tạo một cái bảng Excel ở ngoài, xong rồi cho chèn vào thôi. Ví dụ tạo một bảng Excel ở ngoài đây, đó có một cái bảng mẫu ở ngoài. Chẳng hạn như bây giờ có một cái bảng mẫu sau nhé, đây rồi, là ví dụ bảng lương chẳng hạn, đây tải về này. Đó, tải về rồi nhé. Thì bây giờ mình chèn đưa nó lên này. Xem bọn chọn nó tệp, rồi chọn vào phần nhập. Đó, tức là cái này cái mẫu mà người ta, ví dụ mẫu mà người ta gửi cho ấy. Đó, xong bây giờ là sẽ bấm vào phần tải lên, chọn từ thiết bị, chọn tệp từ thiết bị. Đó, bây giờ chúng ta có thể tải cái mẫu lên phần download này. Đấy, đường là 3 open. Bây giờ chọn là thay thế bảng tính nhé. Đó, nhập dữ liệu. Rồi, thế thôi. Bây giờ là ghi đây là lương tháng 3. Đó, xong rồi bây giờ bấm chia sẻ này. Đó, ví dụ chia sẻ cho người khác xem hoặc cho người khác chỉnh sửa cũng được. Tương tự làm như vậy đó. Đó, ghi tên người muốn cho chỉnh sửa ở đây. Rồi lời nhắn này, rồi bấm gửi. Thế thôi, là bây giờ người khác vào xem và chỉnh sửa thôi. Về phần xem lại thì nếu mà ta tạo cái thư mục như vậy thì xem lại nó rất là dễ rồi. Đó, đây trong trường hợp đang trong Gmail này, đấy bấm vào đây. Tiếp theo chọn driver. Đó, rồi chọn các tệp mà mình đã đặt ở đây này. Đó, đó bảng lương tháng 3 lên luôn. Bấm click chuột vào đây để xem mà được. Đó, thế thì người ta chỉnh sửa những cái gì, người ta nhập lên những cái gì, mình sẽ có những cái đấy thôi. Cái này cũng có thể thực hiện là bảo vệ trang tính để khóa không cho người này người kia chỉnh sửa cũng được. Đó, nó đơn giản như không như vậy thôi. Đây, những cái tệp rất là nhiều sử dụng ở trên này này. Đó, xin chào tất cả mọi người nhé. Nếu mà có phần nào mà chưa đúng, chưa hợp lệ hoặc là có phần nào mà hướng dẫn hay hơn thì mọi người có thể chỉ giúp. Xin chân thành cảm ơn.